Thưa quý vị, có lẽ phần lớn chúng ta quan niệm rằng mỹ phẩm handmade làm thủ công đồng nghĩa với mỹ phẩm thiên nhiên lành dịu. Nhưng không quá khó để chúng ta bắt gặp những trường hợp khách hàng bị hỏng cả khuôn mặt vì sử dụng đồ tự chế. Đó là tác hại của mỹ phẩm handmade được sản xuất bởi những người điều chế không chuyên, thậm chí là thiếu hiểu biết. Thành phần của nó là gì hả chị ha? Tại em sợ dị ứng. Đảm bảo bên em là bên chị, nếu mà bên em mà xài mà dị ứng đem qua đây chị trả tiền lại cho. Mình thì có giấy chứng nhận gì không chị? Bên chị là em xài em cứ yên tâm đi, khi nào mà dị ứng hay bị gì em cứ đem qua chị trả tiền lại. Nhờ Internet, công thức pha chế cũng như bảo quản mỹ phẩm được chia sẻ mạnh mẽ từ những chuyên gia uy tín đã thúc đẩy sự bùng nổ thực sự của mỹ phẩm tự tay làm hết, từ dầu dừa, son dưỡng đơn giản cho đến các sản phẩm đặc trị như kem dưỡng trắng da, kem trị mụn, mặt nạ. Nhưng chất lượng của các sản phẩm này thì vẫn chỉ dựa vào sự khẳng định từ người bán và sự tin tưởng của người mua. Thế nhưng vẫn có chứng nhận từ tận Hoa Kỳ. Em nghĩ là cũng không có ai xác minh nữa. Nạ bằng bột yến mạch này, rồi bột nghệ với mật ong. Em cứ ra chợ em mua thôi. Mỹ phẩm theo quy định của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế là mặt hàng sản xuất có điều kiện. Do đó khi mà mình sản xuất mà không có đăng ký với cơ quan chức năng thì dùng cho mình thì phù hợp. Chứ còn khi mà đi đem kinh doanh, buôn bán thì đồng nghĩa với đó là cái sản phẩm không rõ nguồn gốc. Điều này về lâu dài sẽ rất nguy hiểm cho làn da, bởi chúng ta hoàn toàn không chắc chắn được mỹ phẩm handmade đã sử dụng những dược liệu gì, dụng cụ và quy trình bào chế có đảm bảo an toàn hay không, và đặc biệt trong quá trình chế biến có sản sinh ra một chất lạ nguy hiểm nào hay không. Cái tác hại trước mắt là khi chúng ta dùng có thể là trong vòng vài tiếng hoặc là trong vòng một ngày, hai ngày là nó sẽ biểu hiện ngay. Những cái sản phẩm được cho là handmade sẽ làm da trắng nhanh tức thì, mỏng nhanh, làm cho có vẻ như là da chúng ta hồng lên, mịn hơn, giống như da em bé. Có khi cả năm da chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu chẳng hạn như là gì, da sẽ bị teo mỏng lại, lão hóa nhanh, xuất hiện những cái vết nhăn trùng. Cái sắc tố trên bề mặt da sẽ không còn như trước nữa. Theo Nghị định 176 năm 2013 của Chính phủ, hành vi không công bố sản phẩm trước khi lưu hành ra thị trường sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Hành vi sản xuất mỹ phẩm không đúng nguyên tắc tiêu chuẩn GMP Asian về thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm của Hiệp hội các nước Đông Nam Á hoặc có chất cấm sẽ bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng. Tuy nhiên, mỹ phẩm handmade đến thời điểm này vẫn đang đứng ngoài vòng kiểm soát của luật. Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm khuyến nghị, nếu đã lựa chọn mỹ phẩm sản xuất ở Việt Nam thì nên chọn những sản phẩm có chứng nhận GMP của ASEAN. Mỹ phẩm handmade không xấu, nhưng trước khi quyết định chọn một món mỹ phẩm để đưa lên làn da khuôn mặt mình, hãy cân nhắc thật kỹ.